quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Sự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Buổi lễ ôn lại truyền thống anh hùng qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, xem những thước phim tài liệu hào hùng, lực lượng an ninh nhân dân 75 năm chặng đường lịch sử. Tại điểm cầu, Công an tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh Công an tỉnh chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường nắm tình hình, bám sát cơ sở, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh mạng. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong dịp này, Công an tỉnh Hưng Yên có 2 cá nhân được tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và 1 tập thể 7 cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.